Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Khoa học Tốt Thú Vị. Các bạn thân mến, hôm nay ngày 4 tháng 3 năm 2022, một ngày mà những người yêu khoa học vũ trụ đều đổ dồn sự chú ý vào mặt trăng và có đôi phần lo lắng. Bởi lẽ cách đây không lâu, các chuyên gia theo dõi tiểu hành tinh nhận định một tên lửa mất kiểm soát nặng khoảng 3 tấn sẽ lao vào vùng tối của mặt trăng trong hôm nay. Vụ va chạm sẽ tạo ra một vết lõm trên bề mặt mặt trăng tương tự như một miệng núi lửa. Nhưng cái mà nhiều người quan tâm lúc này đó là tên lửa mất kiểm soát này là sản phẩm lỗi của quốc gia nào? Ban đầu, những người quan sát và theo dõi vật thể cho rằng đó là tên lửa Falcon 9 của SpaceX. Tuy nhiên, sau đó họ lại có một cú quay xe và cho rằng đây không phải là tên lửa của SpaceX mà dường như là sản phẩm của Trung Quốc phóng lên vào năm 2014. Sau đó, phía Trung Quốc cũng liền phản bác lại thông tin này. Họ cho biết tên lửa của họ đã rơi trở lại trái đất và bốc cháy hoàn toàn trong bầu khí quyển ngay sau khi phóng. Vậy là quả bóng trách nhiệm cứ được đẩy qua đẩy lại cho nhau giữa hai bên là Mỹ và Trung Quốc. Không ai chịu nhận đó là sản phẩm của mình. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Xin mời các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay để có câu trả lời. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Tốt Thú Vị. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Vào ngày 4 tháng 3 năm 2022, một tên lửa mất kiểm soát sẽ lao vào mặt trăng. Đó là sự thật, cho dù nó là sản phẩm lỗi của bất kỳ quốc gia nào. Theo tính toán, mảnh vỡ tên lửa nặng khoảng 3 tấn sẽ đâm vào mặt trăng khi đang di chuyển với tốc độ là 9.288 km/h, tức khoảng 2.6 km/s. Địa điểm va chạm là khu vực gần đường xích đạo phía nửa tối của mặt trăng. Các chuyên gia theo dõi vật thể dự đoán cú va chạm sẽ xảy ra vào lúc 12 giờ 25 phút theo giờ GMT, tức 19 giờ 25 phút ngày 4 tháng 3 năm 2022 theo giờ Hà Nội. Cú va chạm dự kiến sẽ để lại một miệng hố có đường kính từ 10 đến 20 mét. Hố va chạm đủ lớn để chứa vài chiếc xe tải ở bên trong. Bụi văng ra từ vụ va chạm sẽ bay xa hàng km trên bề mặt trống trải và nhiều hố trũng của mặt trăng. Do vụ va chạm diễn ra ở phía xa của mặt trăng nên chúng ta không thể quan sát được vụ va chạm từ trái đất. Tuy nhiên, trong vài tuần hoặc là vài tháng tới, chúng ta có thể nhìn thấy tàn tích của vụ va chạm để lại nhờ các vệ tinh quay quanh mặt trăng, chẳng hạn như tàu quỹ đạo do thám mặt trăng của NASA và tàu vũ trụ Chandrayaan 2 của Ấn Độ. Có thể các vệ tinh này sẽ không ở đúng vị trí để ghi lại vụ va chạm khi nó xảy ra, nhưng cuối cùng chúng sẽ có thể xác định miệng hố va chạm của vật thể khi chúng quan sát trên quỹ đạo. Mặt trăng vốn trải qua nhiều cú va đập từ các thiên thạch, tiểu hành tinh, tạo ra bề mặt có nhiều vết lõm đặc trưng. Tác động của vụ va chạm từ mảnh vỡ tên lửa sẽ không gây ra một thiệt hại đáng kể nào cho mặt trăng ngoài một miệng hố trên bề mặt. Nhưng việc một vật thể nhân tạo, cụ thể là một phần tên lửa từ trái đất mất kiểm soát, đâm trúng mặt trăng, vẫn là điều không thể chấp nhận và gây ra sự phẫn nộ của giới khoa học. Càng tức giận bao nhiêu thì câu hỏi về nguồn gốc của tên lửa càng được dư luận quan tâm bấy nhiêu. Cho đến nay, thông tin về mảnh vỡ tên lửa này vẫn rất ít ỏi. Được biết, mảnh vỡ là phần trên của tên lửa nặng khoảng 3 tấn. Nó bị bỏ lại sau một vụ phóng tên lửa từ trái đất cách đây khoảng 8 năm, tức năm 2014. Tầng trên của tên lửa được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2015 bởi kính thiên văn ở Arizona. Bill Gray, một nhà thiên văn học Hoa Kỳ, cũng là nhà phát triển phần mềm theo dõi tiểu hành tinh, là người đầu tiên phát hiện ra vật thể. Mặc dù đã 7 năm kể từ lần đầu tiên người ta phát hiện ra mảnh vỡ tên lửa, nhưng nguồn gốc của nó đến giờ phút này vẫn còn nhiều tranh cãi. Ban đầu, Bill Gray nghĩ rằng mảnh vỡ này là từ một tên lửa Falcon 9 của SpaceX. Tên lửa Falcon 9 được phóng vào tháng 2 năm 2015 để gửi vệ tinh của Đài Quan sát Khí hậu Không gian sâu tới điểm L2 của trái đất và mặt trời, cách trái đất 1,5 triệu km. Do không có đủ nhiên liệu quay trở lại trái đất, nên nó đã bị bỏ rơi 7 năm qua,
nó vẫn lang thang trong không gian theo quỹ đạo hỗn loạn. Tuy nhiên sau đó, Bill Gray đã lên tiếng đính chính về nhận định của mình. Anh cho biết, vật thể có số phận hẩm hiu chuẩn bị lao vào mặt trăng có thể không phải là của SpaceX, mà là tầng đẩy tên lửa Trường Chinh 3C của Trung Quốc, được phóng đi trong nhiệm vụ hàng Nga 5T1. Sứ mệnh được phóng vào tháng 10 năm 2014. Theo tính toán, nó có quỹ đạo bay và độ cao phù hợp với hành trình hiện tại của vật thể. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối ý kiến này. Trung Quốc cho biết, tên lửa của họ đã rơi trở lại trái đất và bốc cháy hoàn toàn trong bầu khí quyển. Vì thế, tên lửa sẽ đâm vào mặt trăng trong ngày 4 tháng 3, không phải của họ. Dữ liệu theo dõi từ Phi đoàn Kiểm soát Vũ trụ số 18, lực lượng không gian Mỹ cũng xác nhận tầng trên của tên lửa hàng Nga 5T1 đã rơi trở lại khí quyển vào năm 2015. Vậy tên lửa này rốt cuộc là của ai? Làm cách nào để xác minh được nguồn gốc của vật thể lạ này? Ở thời điểm hiện tại, Trung Quốc đang có robot Thỏ Ngọc 2 thám hiểm ở phía vùng tối của mặt trăng. Nhưng địa điểm va chạm dự kiến quá xa robot nên nó không thể theo dõi được vụ va chạm. Còn với các tàu quỹ đạo quanh mặt trăng của NASA cũng vậy, vụ va chạm nằm ngoài tầm quan sát của nó. Đối với tàu quỹ đạo Chandrayaan 2 của Ấn Độ, cũng rất ít khả năng con tàu bay qua khu vực này. Tuy nhiên, các tàu quỹ đạo có thể quan sát vụ va chạm sau khi sự kiện xảy ra. NASA cho biết, tàu quỹ đạo mặt trăng của họ sẽ tìm mồ chôn của mảnh vỡ tên lửa trên vùng tối của mặt trăng và theo dõi tác động từ vụ va chạm. Một phát ngôn viên của NASA cho biết, sau sự kiện, tàu quỹ đạo LRO có thể sử dụng camera của nó để xác định khu vực va chạm bằng cách so sánh với những bức ảnh cũ. Tuy nhiên, việc tìm ra hố va chạm sẽ rất khó khăn, có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng. Điều này có nghĩa, câu trả lời về nguồn gốc thực sự của tầng đẩy tên lửa có thể vài tháng sau mới có kết quả. Chúng ta hãy cùng chờ xem ai mới là tác giả chính thức của phi vụ hy hữu này nhé! Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã bị chỉ trích nhiều lần vì các hoạt động liên quan đến các mảnh vỡ không gian. Gần đây nhất là việc tên lửa Trường Chinh 5B mất kiểm soát, rơi trở lại trái đất vào tháng 5 năm 2021. May mắn là cú hồi quyển mất kiểm soát ấy không dẫn đến thương vong. Vào tháng 11 năm 2021, các mảnh vỡ từ một cuộc thử nghiệm chống vệ tinh của Trung Quốc đã buộc trạm vũ trụ quốc tế phải di chuyển để bảo vệ sự an toàn của phi hành đoàn. Vì vậy, có nhiều người nghi ngờ rằng có thể tầng đẩy tên lửa lần này cũng là sản phẩm của Trung Quốc. Còn bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để chia sẻ cùng với mọi người nhé! Mặc dù vụ va chạm là không mong muốn, nhưng nó cũng mang lại cho các nhà khoa học vài điều đáng để học hỏi. Thứ nhất, sau vụ va chạm, các nhà khoa học sẽ có những thông số của sự tác động bề mặt, từ đó tính toán những vết lõm khác trên mặt trăng, cung cấp những cái nhìn chính xác hơn về những vết lõm do thiên thạch hoặc tiểu hành tinh gây ra trong quá khứ. Thứ hai, vì các nhà khoa học biết rất ít về thành phần bên dưới bề mặt của mặt trăng, nên họ hy vọng vụ tác động lần này giúp họ hiểu hơn về những cấu tạo bên dưới bề mặt mặt trăng. Và cuối cùng, dù mảnh vỡ tên lửa này là của ai, do nước nào sản xuất, thì nó cũng là một lời chuông cảnh báo về trách nhiệm của các quốc gia trong việc tôn trọng luật pháp quốc tế trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, bảo vệ tính bền vững, nguyên vẹn của các thiên thể bên ngoài không gian. Vậy là hôm nay, Top Thú Vị và các bạn đã cùng đi tìm hiểu về sự kiện tên lửa sẽ đâm vào vùng tối của mặt trăng trong hôm nay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Còn bây giờ như thường lệ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Top Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!